Thân ái, chào quý vị và các bạn đang xem tử vi trọn đời tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991, nam mạng. Nam mạng Tân Mùi, cung càn trực bình, mạng lộ bằng thổ. Khắc tuyền trung thủy, con nhà Quỳnh Đế, xương con dê, tướng tinh con gấu, Phật độ mạng. Tổng quan tử vi nam mạng tuổi Tân Mùi. Tuổi Tân Mùi, ngay từ khi còn nhỏ đã ham học hỏi, tìm tòi và khám phá cuộc sống chung quanh. Họ là những người sống tự lập, bởi vậy những người này sớm trưởng thành và xây dựng được sự nghiệp vững chắc ổn định. Để làm được điều đó không phải dễ, Tân Mùi phải trải qua biết bao sóng gió, khó khăn thậm chí nếm mùi cay đắng của thất bại. Họ tồn tại một lòng quyết tâm kiên trì và bản lĩnh phi thường không phải ai cũng có. Những người này rất may mắn trong đường tình duyên, dù đôi khi cuộc sống không mấy dư dả về tiền bạc. Nhưng Tân Mùi luôn có một gia đình hòa thuận hạnh phúc, ngập tràn niềm vui và tiếng cười. Tóm lại, tuổi Tân Mùi trong cuộc đời có nhiều thăng trầm thử thách. Nếu kiên trì vượt qua, sẽ xây dựng được sự nghiệp vững chắc, ổn định. Cuộc sống càng về sau càng được hưởng an nhàn, sung sướng. Tình duyên vô cùng thuận lợi, vợ chồng thủy chung son sắt, một lòng yêu thương nhau. Tình duyên, khi yêu, Tân Mùi luôn sẵn sàng hy sinh mọi thứ để mang lại niềm vui, hạnh phúc cho đối phương. Họ là những người yêu chân thành, say đắm và mãnh liệt. Dù không mấy khi nói lời lãng mạn, ngọt ngào, nhưng hành động của Tân Mùi luôn thể hiện sự quan tâm, chăm sóc chu đáo, ân cần. Tuổi Tân Mùi sinh tháng 4, tháng 8, tháng 9, tháng 10 âm lịch. Tình duyên đến và đi nhanh như một cơn gió thoảng qua. Những người tuổi Tân Mùi sinh tháng này dễ rung động trước tình cảm của ai đó. Đôi khi họ quá vội vàng trong việc chọn lựa mảnh ghép trái tim mình để đến những mối quan hệ chưa thực sự hòa hợp. Trước khi xây dựng một tình yêu hạnh phúc, Tân Mùi cần phải có thời gian tìm hiểu thật kỹ để có thể cảm nhận được nhịp đập của chung giữa hai trái tim. Tuổi Tân Mùi sinh vào các tháng Giêng, tháng 2, tháng 3, tháng 5 và tháng 12 âm lịch mới sớm tìm được ý trung nhân của mình. Tuy nhiên, để mối quan hệ được hòa hợp và lâu dài, những người này cần phải biết nhường nhịn, bỏ đi cái tôi của bản thân mình. Nếu tuổi Tân Mùi sinh vào các tháng 6, tháng 7 và tháng 11 âm lịch, có đời sống tình cảm phong phú, vợ chồng hòa thuận, yêu thương nhau, gắn bó khăng khít với nhau, dù có trải qua nhiều thăng trầm hay khó khăn trong cuộc sống, tuổi Tân Mùi sinh tháng này sẽ có luôn có người bạn đời lý tưởng bên cạnh chăm lo và ủng hộ mình. Gia đạo và sự nghiệp, dù là người sống tự lập, không muốn dựa dẫm, ỷ lại vào bất kỳ ai, nhưng đôi khi có những khó khăn mà Tân Mùi không thể tự mình giải quyết. Nếu muốn thành công, phải tìm đến sự giúp đỡ của mọi người. Đường công danh, sự nghiệp sẽ có nhiều bước phát triển vượt bậc khi ngoài 36 tuổi. Suốt cuộc đời được hưởng tài lộc dồi dào, kiếm được nhiều tiền, tuy nhiên lại không biết dành dụm chi tiêu hợp lý. Gia đạo im ắng hòa hợp, không xảy ra mâu thuẫn. Thế nhưng Tân Mùi cần phải khéo léo hơn nữa để có cách ứng xử với người thân để giữ gìn sự hòa hợp trong mối quan hệ. Tuổi Hợp làm ăn, chọn tuổi Hợp làm ăn sẽ giúp cho công việc sự nghiệp của tuổi Tân Mùi gặp nhiều may mắn, thuận lợi hơn. Nếu hợp tác với những tuổi Ất Hợi, Quý Dậu, Bính Tý, Kỷ Mão thì sự nghiệp của người tuổi Tân Mùi sẽ thăng tiến như diều gặp gió, không gặp bất kỳ khó khăn trắc trở nào. Lựa chọn vợ chồng kết hôn với những người tuổi Canh Ngọ, Ất Hợi, Quý Dậu, Bính Tý, Kỷ Tỵ, Kỷ Mão thì cuộc sống sung sướng, giàu sang phú quý, cả đời không phải lo nghĩ vướng bận điều gì. Nếu kết duyên với những tuổi trên tuổi Tân Mùi, không những có đời sống tình cảm phong phú thuận lợi mà công việc cũng được thăng tiến phát triển như ý. Nếu kết hôn với những tuổi Mậu Dần, Nhâm Thân, sự nghiệp tuy đôi chút gặp phải khó khăn trắc trở nhưng Tân Mùi luôn có người bạn đời bên cạnh quan tâm, chia sẻ và cùng nhau vượt qua khó khăn thử thách. Những bạn nào kết hôn với các tuổi Bính Tý, Bính Tuất, Ất Dậu, Giáp Tuất, cuộc sống vợ chồng không thể tránh khỏi những mâu thuẫn khó khăn. Tân Mùi cần phải dành nhiều thời gian để quan tâm, chăm lo và lắng nghe người bạn đời của mình nhiều hơn nữa.
thì mối quan hệ của bạn mới có thể thực sự hòa hợp. Vào những năm tuổi 17, 25, 29, 35, 41, 47 và 53 tuổi, vận mệnh của người mang mạng tuổi Tân Mùi kém may mắn, không thuận lợi cho việc tiến hành những chuyện trọng đại trong cuộc đời như kết hôn, lập gia đình. Tuổi Tân Mùi là những người có trái tim chân thành và ấm áp. Điều mà họ mong muốn khi yêu một ai đó thì hai bên đều hoàn toàn hướng về nhau và cùng nhau xây dựng một tình yêu đẹp vĩnh cửu. Nam mạng Tân Mùi nếu sinh vào các tháng Giêng 2, 3, 4, 8, 9 và tháng 12 âm lịch sẽ có nhiều biến chuyển mới trong chuyện tình cảm. Tuổi Đại Kỵ. Tuổi Tân Mùi xung khắc với tuổi Ất Sửu, Canh Thìn, Đinh Sửu, Tân Mùi, Kỷ Sửu, Mậu Thìn. Trong làm ăn không nên hợp tác với những tuổi trên, nếu không công việc khó có thể đạt được hiệu quả tuyệt đối. Nếu đã kết duyên vợ chồng với những người tuổi Đại Kỵ, Tân Mùi cũng không nên quá lo lắng. Bạn chỉ cần học cách nhường nhịn, dĩ hòa vi quý để duy trì mối quan hệ lâu dài và hạnh phúc. Năm khó khăn nhất, tuổi 25, 29, 33 và năm 43 tuổi là những năm khó khăn nhất trong cuộc đời của tuổi Tân Mùi. Trong khoảng thời gian này, bạn cần phải thật bình tĩnh và thận trọng hơn trong từng kế hoạch dự án, không nên quyết định công việc theo trực giác. Qua giai đoạn khó khăn này, sự nghiệp của bạn mới thật sự thăng tiến và thành công. Ngày giờ xuất hành hợp nhất. Chọn ngày đẹp, giờ đẹp cũng là một trong những yếu tố tăng sự may mắn thuận lợi cho bản thân. Để công việc làm ăn được diễn ra suôn sẻ theo ý muốn, tuổi Tân Mùi nên xuất hành vào giờ chẵn, ngày chẵn và tháng chẵn. Diễn tiến từng năm, từ năm 26 tuổi đến năm 30 tuổi, đây là khoảng thời gian tuổi Tân Mùi có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp, khẳng định bản thân. Từ tuổi 26 đến 27 tuổi nên tham gia nhiều hoạt động xã hội, xây dựng những mối quan hệ tốt, đối tác làm ăn, học hỏi kinh nghiệm cho bản thân. Năm 28 và 30 tuổi, tình duyên thuận lợi có nhiều khởi sắc. Đây là dấu hiệu tốt cho một đám cưới hoàn hảo. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, sức khỏe của Tân Mùi lại không mấy lý tưởng. Bạn nên tránh làm việc quá sức, thức khuya sẽ ảnh hưởng đến tinh thần và cuộc công việc. Từ năm 31 đến năm 35 tuổi, nhìn chung trong khoảng thời gian này, công danh và sự nghiệp của người tuổi Tân Mùi sẽ vẫn phát triển ổn định, không có bất kỳ khó khăn nào xảy ra. Thu nhập cao hơn trước, tuy nhiên do chi tiêu hoang phí, không có kế hoạch mà Tân Mùi dường như không tiết kiệm được khoản tiền cho nào cho mình. Tình duyên vẫn rất thuận lợi. Bạn may mắn có người bạn đời luôn ở bên cạnh chăm sóc, ủng hộ mình trong công việc và cuộc sống. Từ năm 36 đến năm 40 tuổi, tuổi 36 công việc gặp chút khó khăn trắc trở, đôi khi không được như ý muốn. Tinh thần thường xuyên căng thẳng khiến cho bản thân vô cùng mệt mỏi. Khoảng thời gian này Tân Mùi không nên nóng nảy, mất bình tĩnh, cần phải dĩ hòa vi quý để giữ gìn những mối quan hệ thân thiết. Đến tuổi 37 gặp may mắn được quý nhân phù trợ mà khó khăn được đẩy lùi. Từ năm 38 đến năm 40 tuổi, tài lộc dồi dào, công việc làm ăn lại thăng tiến và đạt được nhiều thành quả tốt đẹp. Từ năm 41 đến năm 45 tuổi, đây là giai đoạn mở ra đầy khởi sướng tốt đẹp trong cuộc đời của người tuổi Tân Mùi. Công việc làm ăn ngày càng được mở rộng, thăng tiến, công danh sáng lạng, làm việc gì cũng được như ý. Tân Mùi cần phải tỉnh táo, tập trung vào công việc, sự nghiệp nhiều hơn để nắm bắt những cơ hội tốt trong tay. Nhìn chung, trong những năm này, mọi thứ đều được diễn ra thuận lợi, như ý muốn. Bởi vậy, tinh thần con người cũng sảng khoái, lạc quan, vui vẻ. Từ năm 46 đến năm 50 tuổi, trải qua khoảng thời gian lao động cần cù, làm việc không ngừng nghỉ, cống hiến hết mình với sự nghiệp. Đây là lúc Tân Mùi được hưởng thành quả của mình một cách trọn vẹn nhất. Khoảng thời gian này bạn nên dành nhiều thời gian quan tâm chăm sóc đến gia đình nhiều hơn, đặc biệt là người bạn đời ở luôn bên cạnh mình suốt những tháng năm đầy gian nan vất vả. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chúc quý vị và các bạn được nhiều sức khỏe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.